Đấy, người ta người nói những chuyện là phải ý kiến, chứ không thì họ cứ làm tháng lại như thế, để tháng có 30 ngày mà lại ngồi đây tận 10 ngày rồi. Còn những cái ngày khác như cái ngày 15, ngày 15 đó bắt buộc phải có mặt ở đây, như chả thấy sao mình cũng không biết, không có lịch cực kỳ luôn. Để đóng lại một tháng thì có 15 ngày một tháng có 15 ngày không đi đâu được hết, chỉ có ngồi trực ở đây là bắt buộc phải có mặt để chú trọng nó về cái thằng lồn nó còn đéo biết đéo nhiều gì vì vậy nó bảo mình ngồi đây bảy ngày những cái tay mình đéo ý kiến là đéo được thật mình được. Đợt này ý kiến nó bảo cho nó đổi thay người, mỗi người ta ung thư thì sao, cứ làm cái kiểu này chết giết nhau. Một thằng thì mẹ cũng vẫn chơi vời suốt ngày, mẹ thằng để ngồi thu trái đi đâu rồi, luôn thằng nhau mà ngồi thu ấy. Ngồi thu 10 ngày mà tính nó tính trong tăng công 8 ngày. Nếu hiểu rồi rồi ý kiến với nó rồi, nó vẫn để cho mình 2 ngày không công. Chán rồi mấy thằng nguyên chán vãi người.